Chuyên viên thính giác trị liệu Lê Vũ tận tình phục vụ quý đồng hương, giúp chúng ta nghe rõ để có cuộc sống năng động và khỏe mạnh hơn. Quý đồng hương nên đi khám thính giác để được ngăn ngừa và điều trị sớm. Quý đồng hương có thẻ pension hoặc thẻ cựu quân nhân sẽ được tặng máy trợ thính miễn phí. Quý đồng hương đã và đang đi làm ở những hãng xưởng ồn sẽ được hưởng quyền lợi bồi thường. Quý đồng hương có bảo hiểm tư sẽ được dùng phúc lợi đó cho máy trợ thính. Phòng khám thính giác của MC đầy lòng nhân ái Lê Vũ mà quý vị đã thương mến trong những chương trình từ thiện, trong những sinh hoạt đầy ý nghĩa của cộng đồng, luôn mở rộng cửa đón chào quý đồng hương. Giờ mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, 5 ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 ở hai phòng khám. Địa chỉ ở Capramatta là lầu 1 số 90 John Street, địa chỉ ở Bankstown là lầu 1 số 310 Chapel Road. Số điện thoại 0401-676-766. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, tình hình lây lan dịch bệnh tại New South Wales tiếp tục bất ổn khi mà ngày hôm nay New South Wales đã ghi nhận 35 ca nhiễm. Trong khi đó thì Victoria đã có 5 ngày liên tiếp không có ca nhiễm cộng đồng nào. Còn tại Queensland, ngày hôm nay cũng đã có thêm 4 ca nhiễm mới. Và sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ 2 ngày 5 tháng 7 năm 2021. Tình hình đại dịch tại New South Wales, thêm 35 ca nhiễm mới trong 24 tiếng đồng hồ qua. Trong ngày thứ Bảy, New South Wales đã có 35 ca nhiễm, tạo thêm nhiều mối lo cho chính phủ và chuyên viên y tế tại New South Wales. Tuy nhiên, trong số 35 ca nhiễm này thì đa số đã xảy ra trong tình trạng sống cách ly và Thủ hiến Gladys Berejiklian nhận ra đó là một yếu tố đem lại một tia hy vọng. Và tia hy vọng này có vẻ như đã được xác nhận vào ngày hôm qua Chủ nhật khi mà số ca nhiễm cộng đồng đã giảm xuống còn 16. Và một lần nữa, may mắn là trong số này đã có 14 ca đã xảy ra trong tình trạng cách ly. Tuy nhiên, vào 11 giờ sáng hôm nay thì Thủ hiến Gladys Berejiklian đã loan báo một thông tin mà không ai muốn nghe. Đó là New South Wales lại tiếp tục ghi nhận thêm 35 ca nhiễm mới ngày hôm nay, thứ Hai 5 tháng 7, nâng tổng số ca nhiễm kể từ thời điểm bùng phát dịch bệnh tại New South Wales lên mức 312 ca. Trong số này có 238 ca là có liên quan đến ổ dịch tại Bondi. Trong số 35 ca nhiễm mới ngày hôm nay, có 24 là được phát hiện khi đang sống trong tình trạng sống cách ly. Trong khi đó thì có đến 7 ca là dương tính ngoài cộng đồng. Điều này có nghĩa là sự lây lan trong những ngày sắp tới có lẽ sẽ tiếp tục gia tăng. Tất nhiên là mức độ lên xuống của các ca nhiễm có thể tiếp tục xảy ra và dữ liệu một ngày không thể tạo được chiều hướng cho những ngày sắp tới, theo nhận xét của y sĩ trưởng Carrie Chan. Thế nhưng nếu cư dân vùng Sydney mở rộng, triệt để tuân thủ những quy luật y tế, thì may ra trong những ngày sắp tới, mức độ lây lan trong cộng đồng sẽ giảm dần. Bởi vậy, Thủ hiến Gladys Berejiklian đã nói rằng hy vọng tiểu bang New South Wales có thể chấm dứt lệnh phong tỏa vào thứ Sáu tuần này là tùy thuộc phần lớn vào mức độ mà cư dân có triệt để tuân thủ lệnh cách ly xã hội và mang khẩu trang hay không. Chính phủ New South Wales nói rằng khi tuyên bố yêu cầu cư dân ở nhà, stay at home order, thì đó là lời yêu cầu cư dân phải ở nhà và cư dân chỉ được ra khỏi nhà mỗi khi có 4 nhu cầu cần thiết. Chính phủ New South Wales và y sĩ trưởng đã bày tỏ quan ngại là trong vài ngày qua khi thời tiết nắng ấm thì dân chúng có vẻ lơ là trong việc ở nhà vì đã xuất hiện đông đảo tại bãi biển Bondi hoặc tụ tập tại nhà hoặc không mang khẩu trang v.v. hiện đang gia tăng và đã có nhiều giấy phạt được ban hành trong cuối tuần qua. Quan tâm của các chuyên gia vào thời điểm này là tại vùng phía tây của Sydney là nơi mà dịch bệnh đang bắt đầu gia tăng vì cư dân đã không tuân thủ lệnh phong tỏa, kể cả một vài cơ sở thương mại, đặc biệt là tại khu vực Auburn. Vào thời điểm này, đã có 127 địa điểm được coi là có rủi ro cao tại khu vực Sydney mở rộng, mà những ai đã có mặt tại những địa điểm này vào đúng ngày giờ được thông báo đều được coi là có tiếp xúc gần và phải sống cách ly 14 ngày, cũng như liên tục thử nghiệm. Trong khi đó, thì vùng Sydney mở rộng cũng đã có 203 địa điểm đáng quan tâm, và những ai đã từng lui tới những địa điểm này thì phải sống cách ly và thử nghiệm cho đến khi có kết quả âm tính. Tình hình dịch bệnh tại Queensland. Sau khi khu đô thị Brisbane chấm dứt phong tỏa,
Mặc dù chính phủ Queensland đã tháo gỡ tất cả các lệnh phong tỏa, nhưng sau đó Queensland đã có thêm 2 ca nhiễm mới, kể cả một trường hợp lây lan trong cộng đồng chỉ một ngày sau khi khu đô thị Brisbane chấm dứt phong tỏa vào lúc 6 giờ chiều thứ Bảy vừa qua. Và ngày hôm nay, thứ Hai 5 tháng 7, Queensland đã có thêm 4 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Mặc dù con số 4 ca nhiễm mới đối với thủ hiến Queensland là con số lớn, tuy nhiên bà Anastasia Palaszczuk cho rằng những trường hợp dương tính mới này không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, vì đa số đều có liên quan đến các ca dương tính trước đây và đang sống trong tình trạng sống cách ly. Và do đó, thủ hiến Anastasia Palaszczuk cho rằng đây là tin tức tốt, mặc dù Queensland vẫn đang còn 50 ca dương tính đang phát triển. Tuy tình trạng phong tỏa đã được tháo gỡ, nhưng trong thực tế thì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ vẫn tiếp tục được áp dụng, kể cả việc cưỡng bách mang khẩu trang vẫn được tiếp tục cho đến ngày 16 tháng 7. Y sĩ trưởng Janet Yang xác nhận, ca nhiễm mới trong cộng đồng là thân nhân của một ca dương tính đã nhiễm bệnh vào ngày 2 tháng 7 vừa qua. Bác sĩ Yang cũng coi đây là tình trạng tốt đẹp, và một trong hai ca nhiễm này đã nhiễm chủng biến thể Alpha từ Anh Quốc, tức là mức độ lây lan không nguy hiểm như chủng biến thể Delta. Về số người bị bắt buộc phải sống cách ly tại nhà, hiện đã lên tới 4.330 người, theo Bộ trưởng Y tế Ayurveda. Việc tiếp tục áp dụng những biện pháp chặt chẽ, mặc dù việc phong tỏa đã được tháo gỡ, đã tạo ra sự khó khăn cho các cơ sở thương nghiệp. Nhiều người đã phàn nàn là tại sao họ không thể sinh hoạt bình thường, trong khi các cuộc thi đấu thể thao thì vẫn được diễn ra. Y sĩ trưởng Janet Yang đã cho phép khán giả có mặt tại các cuộc thi đấu thể thao ngày hôm qua, trong khi lại giới hạn sinh hoạt của các cơ sở thương mại. Bào chữa cho quyết định này, bác sĩ Janet Yang nói rằng rủi ro lây lan dịch bệnh trong không gian mở như các sân vận động là ít hơn rủi ro lây lan dịch bệnh trong các cơ sở có không gian kín. Tình hình dịch bệnh tại Tây Úc hồi cuối tuần. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Y tế Tây Úc Roger Cook loan báo là Tây Úc đã có một ca nhiễm mới trong tổng số hơn 6.000 người thử nghiệm. Và đây là người phối ngẫu của một ca nhiễm dương tính trước đó và đã sống cách ly kể từ ngày 26 tháng 6. Bởi thế mà Bộ trưởng Roger Cook không coi đây là một sự nguy hiểm cho cộng đồng. Nhắc lại là Tây Úc đã từng phong tỏa khu đô thị Perth và vùng Pilbara trong 4 ngày. Và mặc dù tình trạng phong tỏa này đã chấm dứt, nhưng việc cưỡng bách mang khẩu trang vẫn còn được tiếp tục áp dụng. Một điều mà ông Roger Cook coi là cư dân Tây Úc đang tuân thủ rất tốt. Cũng theo lời ông Roger Cook, thì Tây Úc đã bắt đầu thử nghiệm nước thải như là một trong những biện pháp phát hiện sự lây lan dịch bệnh, một biện pháp mà các tiểu bang miền đông đã áp dụng từ nhiều tháng qua. Vaccine AstraZeneca, khoảng cách 12 tuần lễ có thể rút ngắn hay không? Kể từ hôm nay, hàng trăm bác sĩ gia đình GP đã bắt đầu chủng ngừa vaccine Pfizer, đặc biệt là cho thành phần cư dân từ 40 đến 59 tuổi. Những ai được chủng ngừa ngày hôm nay với Pfizer thì sẽ được chủng ngừa lần thứ nhì sau 3 tuần lễ, tức là vào thứ Hai ngày 26 tháng 7 năm 2021. Trong khi đó, thì những ai được chủng ngừa với vaccine AstraZeneca ngày hôm nay thì phải đợi đến 12 tuần lễ nữa mới được chủng ngừa lần thứ nhì, tức là vào ngày 5 tháng 10 năm 2021. Vấn đề được đặt ra là khoảng cách 12 tuần lễ này có thể rút ngắn được hay không? Tại Vương quốc Anh, là nơi mà trên 50% cư dân đã được chủng ngừa với vaccine AstraZeneca, thì thời gian chờ đợi giữa lần thứ nhất và lần thứ nhì trước đây cũng là 12 tuần, nhưng hiện nay đã được rút ngắn xuống còn 8 tuần lễ. Lý do là để đối phó với tình trạng lây lan nhanh chóng của chủng biến thể Delta. Các giới chuyên gia lo ngại là mức độ hữu hiệu của vaccine có thể phần nào bị giảm hạ. Tuy nhiên, do nhu cầu bảo vệ của đại đa số quần chúng, nên họ cần phải được chủng ngừa 2 lần trong thời gian ngắn hơn. Trong khi đó, thì chính sách của nước Úc vào thời điểm này vẫn là chủng ngừa vaccine Pfizer 2 lần cách nhau 3 tuần lễ và chủng ngừa vaccine AstraZeneca 2 lần cách nhau 12 tuần lễ. Vào thời điểm này, thì nước Úc đã có 4 triệu người được chủng ngừa với vaccine AstraZeneca lần thứ nhất và đang chờ đợi để được chủng ngừa lần thứ nhì. Ủy ban cố vấn Atagi vẫn giữ nguyên đề nghị là thời gian chờ đợi giữa hai lần chủng ngừa nên là 12 tuần lễ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, thì thời gian chờ đợi có thể là 4 tuần lễ. Trong khi đó, thì một cuộc nghiên cứu vừa được phổ biến trên tạp chí y học nổi tiếng The Lancet tại Anh Quốc đã cho thấy rằng một lần tiêm chích thứ nhất của AstraZeneca có hiệu lực đến 76% trong vòng 90 ngày đầu tiên và mức độ hữu hiệu của lần chích thứ nhì là 82.4% nếu chích sau 12 tuần lễ.
Tuy vậy, sự hữu hiệu này có thể giảm xuống mức 55% nếu lần trích thứ nhì xảy ra ít hơn là 6 tuần lễ cách biệt. Nói tóm lại, nếu khoảng cách là 12 tuần lễ thì sự hữu hiệu là 82.4%. Nhưng nếu thời gian này được giảm phân nửa thì sự hữu hiệu chỉ còn lại là 55% mà thôi. Tuy nhiên, tại một vài nước, vì lý do đối diện với chủng biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng nên khoảng cách này đã bị giảm hạ để có thể gia tăng nhân số được chủng ngừa hai lần, như là một trong nhiều phương cách để đối phó với chủng biến thể Delta. Theo Phó Y sĩ trưởng tại Anh Quốc, tiến sĩ Jonathan Ventham, thì kế hoạch chủng ngừa tại Anh đã phải thay đổi vì sự đe dọa của chủng biến thể Delta. Tại Úc, một chuyên viên dịch tễ học tại Viện Nghiên cứu Doherty, tiến sĩ Nolan thì nói rằng vì sự bộc phát của chủng Delta mà nhân số cần được chủng ngừa hai lần tại Anh Quốc cần phải được gia tăng và do đó khoảng cách 12 tuần lễ đã được rút ngắn. Tuy vậy, giáo sư Nolan cũng nói rằng việc rút ngắn từ 12 tuần xuống còn 8 tuần thì mức độ hữu hiệu cũng bị giảm sụt, nhưng sự giảm sụt này tương đối ít. Ngoài ra, một chuyên viên khác tại Viện Đại học Ramit, tiến sĩ Kylie Quinn, cũng đã đồng ý rằng khi sự giảm hạ khoảng cách từ 12 tuần xuống còn 8 tuần, thì vaccine AstraZeneca cũng có thể có được sự bảo vệ tương đối thích hợp. Bởi vậy, các chuyên gia kết luận rằng việc rút ngắn thời gian chủng ngừa giữa lần thứ nhất và lần thứ nhì tùy thuộc vào mục tiêu của mỗi nước. Nếu nước Úc muốn đạt được mức độ hữu hiệu tối đa của vaccine AstraZeneca, thì thời gian chờ đợi giữa mũi thứ nhất và mũi thứ nhì nên là 12 tuần lễ. Đó là sự thảo luận về khoảng cách giữa hai lần chủng ngừa với cùng một loại vaccine. Ngoài ra, còn có một vấn đề khác cũng đã xảy ra tại một vài nước nhưng chưa được áp dụng tại Úc. Đó là việc chủng ngừa hai lần với hai loại vaccine khác nhau. Tại Vương quốc Anh, một cuộc thử nghiệm với 830 người tình nguyện ở lớp tuổi 50 cho thấy rằng nếu chúng ta chủng ngừa AstraZeneca lần thứ nhất và sau 4 tuần lễ chủng ngừa lần thứ nhì với vaccine Pfizer, thì mức độ hữu hiệu sẽ cao hơn so với việc chủng ngừa hai lần với vaccine AstraZeneca. Tuy vậy, nếu chúng ta chủng ngừa lần thứ nhất với vaccine Pfizer và 4 tuần sau chủng ngừa lần thứ nhì với vaccine AstraZeneca, thì sự hữu hiệu sẽ không cao. Tuy vậy, trong hoàn cảnh hiện nay tại Úc, thì theo giáo sư Nolan, việc chủng ngừa với hai loại vaccine khác nhau có thể làm chậm tiến độ chủng ngừa cho đến khi nào mà việc cung ứng vaccine Pfizer và vaccine Moderna được bảo đảm. Chủng ngừa COVID-19. Vương quốc Anh loan báo chương trình tiêm chích bồi dưỡng, tức là booster. Trong khi nhiều nước trên thế giới vẫn đang còn vật lộn với chương trình chủng ngừa vaccine, thì nước Anh đang có một lợi thế đáng kể là đã có được tỷ lệ chủng ngừa rất cao, mà phần lớn đã sử dụng vaccine AstraZeneca sản xuất nội địa. Tình trạng tương đối tốt đẹp này đã dẫn đến thời điểm mà nước Anh có thể loan báo chương trình chủng ngừa bồi dưỡng, tức là booster, vào tháng 9 năm nay 2021. Nhiều nước cũng đã lên kế hoạch chủng ngừa mũi bồi dưỡng booster, nhưng chưa đưa ra thời điểm cụ thể như tại Anh. Bộ trưởng Y tế Sajid Javid nói rằng, quyết định của chính phủ đã được cơ quan kiểm soát chủng ngừa gọi tắt là JCVI ủng hộ. Đây là tổ chức tương đương ATAGI. Cũng theo lời ông Sajid Javid, thì Ủy ban JCVI đề nghị là chương trình booster nên bắt đầu với thành phần có nhiều rủi ro nhất. Ông Javid nói rằng, đại dịch COVID-19 là một đại họa và việc chủng ngừa chính là vũ khí hữu hiệu nhất để chống lây lan dịch bệnh. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 10 giờ sáng mai.